Để cho chị đừng vì má vì tôi mà phải xa chân vào trong nhục nhã chê. Chị hai ơi, tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười để đánh đổi hàng trăm hàng chục bạc cho mái và tôi sống đầy đủ ấm no. Chị hai ơi, má mà biết được việc này sẽ không còn ham sống nữa, và tôi cũng không còn yên vui cùng sách vở khi biết chị mình là một cô gái giang hồ.